Hôm bữa hai chồng có ra giếng các cụ với lại là cô Sáu ở Côn Đảo mọi người. Thì Hy có nói một câu vậy nè: chắc là mấy cụ muốn mình ở lại chơi với mấy cụ rồi. Lúc đó Hy nói là Hy cũng không có ý gì hết trơn á. Về về tới phòng rồi á thì Ni mới nói lại với Hy. Thì lúc đó Hy mới nói là mình không nên nói những điều này trên cái vùng đất linh thiêng này á mọi người. Rồi xong qua ngày hôm sau hai chồng không được lên máy bay về về đất liền luôn. Nói thẳng ra là không được lên máy bay về Cần Thơ. Thật ra là cái lúc mà nghe ông Hy nói vậy là Ni không có bụm miệng ông lại kịp luôn. Tại vì lúc đó là đang đứng ở nghĩa trang Hàng Dương luôn, là đang đứng trước mộ cô Sáu các cụ luôn. Thì ông Hy ông nhận được Cuộc cái gọi cuộc gọi thông báo từ cái bên tàu mà Hy Ni đặt vé để mà về đất liền á, thì tàu thông báo là do biển động nên là không bị sẽ delay lại 2 ngày. bị delay lại 2 ngày luôn. Có nghĩa là thay vì với là ngày hôm sau là Hy Ni về rồi, nhưng mà Hy Ni phải ở lại 2 ngày, rồi cái ngày thứ ba là chưa chắc tàu đã chạy nữa, nên là hai đứa mới mới Tìm về cách về về. phòng về phòng mới đầu á, thì là cũng định là sẽ ở lại và đợi khi nào mà biển êm thì hai đứa mới vô lại luôn. Nhưng mà công việc nhiều quá nên là cũng gán tìm cách như thế nào để mà về lại đất liền để mình tiếp tục với công việc. Thì mới quyết định đặt vé máy bay. Nhưng mà bao nhiêu cái gọi là gian truân nó bắt đầu từ đây. Tối đó hai chồng bàn xong xuôi hết trơn rồi. Qua sáng ngày hôm sau thì hai chồng đi ăn bánh canh ghẹ. Sẵn bàn với anh Trường về việc sẽ đi máy bay về lại Cần Thơ. Hai chồng ăn hai tô đặc biệt. Hồi năm trước á thì hai chồng cũng quay lại cái quán bánh canh ghẹ này ăn nè. Chỗ mà gần cột cờ mọi người. Hình như là bánh canh ghẹ Ngọc á. Ăn xong là cũng đặt vé xong xuôi luôn rồi. Về lại khách sạn á thì hai chồng tranh thủ quay vài cái clip giới thiệu món mứt dừa gám giỏ mới của hai chồng nè mọi người. Ngày hôm nay nhận được thông báo từ tàu từ tàu đã hủy chuyến á mọi người, do thời tiết á. Cho nên là hai chồng kẹt ở Trên đây Côn đây Đảo. thêm 2 ngày nữa. Thứ ba thì coi thời tiết như thế nào thì coi tàu có hoạt động trở lại hay không. Sẵn đây thì hai chồng sẽ giới thiệu. Mứt dừa nhà làm, màu tự nhiên nha mọi người ơi, không có phẩm màu. Này là dừa gám giỏ nha mọi người, dừa gám giỏ chứ không phải là dừa non nha. Ăn sực sực thơm béo lắm luôn. Mọi người cứ có ăn thì cứ nhắn tin nha. Xong hết rồi á thì ship đồ chuẩn bị ra sân bay á mọi người. Trên đường đi á thì hai chồng cũng chưa nghĩ đến cái cảnh mà sắp tới đâu. Ni nói cái này ra thì chắc cũng sẽ có nhiều chiều ý kiến lắm luôn nè, nhưng mà Ni phải nói để cho một số anh chị rút kinh nghiệm từ Ni. Đây cũng là cái thiếu sót của hai vợ chồng luôn á, là Hy đặt vé máy bay online trước rồi sau đó ra sân bay làm thủ tục. Thì trong cái lúc làm thủ tục á, bên anh soát vé thấy Ni có bầu nên hỏi là Ni bầu bao nhiêu tháng rồi. Thì Ni nói là Ni bầu 34 tuần rồi. Thì lúc đó anh mới yêu cầu đưa miếng giấy xác nhận của bác sĩ đủ sức khỏe để đi máy bay. Thì hai vợ chồng mới táo quả ra là mình cần phải có cái miếng giấy đó, thì mà mình đâu có chuẩn bị trước đâu. Theo quy định á, thì bầu dưới 32 tuần á, thì đi bình thường như là khách vậy đó, như là khách bình thường vậy đó. Còn bầu từ 32 tuần cho đến là 36 tuần thì phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe để đi máy bay thì các anh kiểm soát mới cho lên 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 máy bay đó. Cho nên là chuyến đó thì có 3 người, hai chồng với là anh Trường. Cho nên hai chồng kêu thôi anh lỡ đặt vé rồi thì anh về trước đi, hai chồng hủy vé đi về sau. Rồi thì hai vợ chồng bắt taxi về chỗ trung tâm y tế ở đây để khám và siêu âm. Lúc này mới nghĩ kỹ lại lời của ông Hy lỡ nói trong nghĩa trang hôm qua nè. Mấy chị ở đây á, nhiệt tình dữ lắm luôn. Mấy chị còn nói trời ơi trời, 34 tuần thì ở nhà đi cô ơi cô, bầu bì mà còn đi ra đây nữa. Nên là rút kinh nghiệm từ Ni, chị nào đang bầu từ 32 đến 36 tuần mà có việc cần phải đi máy bay á, phải có giấy xác nhận đảm bảo sức khỏe của bác sĩ thì mới được đi nha. Còn chị nào á bầu từ 32 tuần trở xuống á, thì đi như khách bình thường vậy á. Khám xong á, thì hai vợ chồng quyết định chạy qua nghĩa trang Hàng Dương đốt nén hương, xin các cụ cho phép hai vợ chồng thuận lợi về lại đất liền. Có dịp hai vợ chồng sẽ ra thăm các cụ sau. Xong xuôi rồi á, thì hai vợ chồng tranh thủ chạy lên lại sân bay. May mắn cuối cùng cũng đã đến rồi mọi người ơi, hai vợ chồng đã được lên máy bay. Cảm ơn các anh các chị ở sân bay cũng như tổ bay ngày hôm đó rất nhiều vì đã hỗ trợ cho bầu này nha. Mà về này á là về Sài Gòn rồi mới bắt xe đi ngược về Cần Thơ, nhưng mà không sao, về lại được Cần Thơ là ổn rồi mọi người. Về tới nhà rồi mới dám kể cho mọi người nghe luôn á, nên là mọi người á có đi ra Côn Đảo á thì đừng ai như ông Hy nha, nói mà không kịp suy nghĩ nữa. Nhớ nha mọi người, Côn Đảo á là vùng đất tâm linh,
cho nên mọi người đến đây là kiểu du lịch kiểu tâm linh á, cho nên là đừng nên nói những điều không nên nói. Nói chung là về đất liền cũng rất là may mắn luôn rồi. Thì cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những lô kia nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.